Ngoài trừ điều đó ra chúng ta thấy được là cũng có một số những thông tin rất đã bật ngày hôm nay Giống như chúng ta cũng đã thấy một cái tài liệu được chia sẻ bởi Fed Atlanta Thì cũng cho thấy được là chúng ta có khả năng là có một khủng hoảng tài chính thì tại sao vậy? Các bạn cũng đã nhớ đó là định nghĩa cơ bản của khủng hoảng tài chính đó chính là chúng ta sẽ có hai cái quý thu nhập GDP ở Hoa Kỳ đó là con số âm có nghĩa là khoảng chừng 6 tháng liên tục hai quý mà cái GDP tổng sản lượng nội của Hoa Kỳ đi xuống thì đó chính là một khủng hoảng tài chính theo định nghĩa và chúng ta cũng đang nhớ là cái quý 1 ở Hoa Kỳ đó đã có cái sự giảm 1,5% chúng ta nếu như mà thấy cái phần trăm âm của cái quý này có nghĩa là chúng ta sẽ chính thức vào khủng hoảng tài chính dựa theo định nghĩa này thì Pet Atlanta đó nói là dựa theo ước tính của họ đó cho tới ngày 7 tới tháng 6 đó thì hiện bây giờ GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ trong quý 2 này vẫn chưa phải là con số âm nhưng mà ở cái mức đó là chỉ tăng có 0.9% mà thôi có nghĩa là cái phần trăm này đã giảm so với lại ngày 1 tháng 6 lúc đó là 1 1,3% tăng trong đi trong GDP nếu như mà cứ tiếp tục cái đà này đó chúng ta hoàn toàn có thể thấy là kết thúc tháng 6 này là kết thúc quý 2 đó là chính thức có con số âm trong cái quý thứ nhì là khủng hoảng tài chính thì chúng ta vẫn chưa có nhưng mà khả năng là có đó chính là cái điều được chia sẻ bởi Fed. Thì câu hỏi là các bạn có cần quan tâm đến hay không? Thì để thương chia sẻ một thông tin với các bạn, chúng ta nhìn vào đây là cái biểu đồ GDP đến từ Fed, F R E D. Thì chúng ta thấy được đây là cái sự đo lường của GDP tổng sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ chúng ta trở về năm 2020 đi khi mà dịch bệnh bùng nổ đó các bạn thấy được chúng ta có hai cái quý thứ nhất là chúng ta thấy được là quý 1 và quý 2 của năm 2020 là hai quý mà chúng ta thấy là cái số GDP đi xuống có nghĩa là chúng ta đã chính thức đi vào suy thoái tài chính năm 2020 khi mà dịch bệnh xảy ra nhưng mà các bạn nào mà đã nhớ thời điểm đó đó thật ra mà nói các bạn đâu có nhớ được có khủng hoảng tài chính gì đâu tại vì sao tại vì theo định nghĩa là như vậy nhưng mà đó là một cái đợt khủng hoảng tài chính rất là nhanh từ tháng 2 đến tháng 4 sau đó đã hồi phục lại rất nhanh và chúng ta lại có một cái đợt bull run À, cực kỳ hoành tráng của năm 2020 và năm 2021 cho cả Bitcoin và cả chứng khoán Hoa Kỳ các bạn đã nhớ rồi. Cho nên các bạn thấy là cho dù chúng ta có thể có một cái khủng hoảng tài chính dựa theo định nghĩa là hai cái GDP là con số âm nhưng mà đó cũng không có hẳn là một điều cực xấu. Nếu như chúng ta có thể có một cái khủng hoảng tài chính rồi sau đó có sự hồi phục nhanh giống như năm 2020 thì đây là một cái cuộc khủng hoảng trôi qua rất là lạ cho dù chúng ta theo định nghĩa đã có khủng hoảng không có cái gì đảm bảo là khủng hoảng sẽ tồn tại lâu dài chúng ta cũng có thể thấy được một điều khác đó khi mà trở lại cái thông tin từ Fred đó, chúng ta sẽ nhìn vào năm 2008 đi lúc mà chúng ta thấy có khủng hoảng tài chính thời điểm đó thì tình hình ra sao chúng ta có thể trở về năm 2008 và chúng ta có thể zoom vào thời điểm này và các bạn thấy là bắt đầu từ quý 3 tới quý 4 năm 2008 đó chúng ta đã có một cái GDP đi xuống rồi sau đó tiếp tục đi xuống quý 1 của năm 2009 thì chính thức đã đi vào khủng hoảng tài chính thời điểm đó và thực sự cũng đã có khủng hoảng tài chính rồi. Chỉ có là chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu đó các bạn đã nhớ là trước đó cả năm đó đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống rồi trước khi mà chúng ta có cái sự xác nhận là cơ quản tài chính. Có nghĩa là khung quản tài chính khi mà chính thức xác nhận năm 2008 đó thì lúc mà xác nhận đã là cuối năm 2008 rồi và sau đó là quý 1 năm 2009 chúng ta đã thấy là thị trường đã bắt đầu ổn định lại và chúng ta thấy chứng khoán đã bắt đầu có cái sự tăng trưởng trở lại. Cho nên khi mà chúng ta chính thức cơ quan tài chính đó, cũng có thể là cái dấu hiệu chúng ta đã bắt đầu một mùa tăng trưởng mới rồi chứ không phải là bắt đầu đâu. Tại vì chúng ta đã thấy chưa có nguồn ngoại tài chính thực sự cái đợt này mà thì chứng khoán đã bán tháo bao nhiêu rồi. Tại vì cái sự lo sợ có khủng hoảng tài chính còn đáng sợ hơn là khi mà nguồn ngoại tài chính thực sự được xác nhận. Trên khi mà xác nhận đó có thể chúng ta đã bắt đầu có một cái uptrend rồi. Và cũng có một số những thông tin cũng lạc quan đối với thuận, tuy là thông tin này đã mới đọc thì cảm thấy là cũng không phải là thông tin tốt, đó chính là liên quan đến target thì Target là một cái chuỗi siêu thị rất là lớn tại Hoa Kỳ và khi mà thường học uh, high school rồi cũng đã làm việc cho Target một uh, thời gian ngắn. Siêu thị này nói đó là họ đã thấy một chút thay đổi liên quan đến cái cách mà xài tiền của người tiêu dùng và chi tiết hơn đó là bây giờ là họ đang có rất nhiều hàng tồn kho và phần lớn hàng tồn kho là những cái mà trước đây người tiêu dùng mua bây giờ họ không mua nữa hay là những cái mà xa xỉ đó hình như là người tiêu dùng đã bắt đầu có cái tính tiết kiệm hơn và người tiêu dùng bây giờ đã muốn mua giống như là hàng hóa chợ rau củ quả hay là họ muốn mua những cái đồ cần thiết mà thôi họ không muốn mua những cái đồ xa xỉ nữa và vì cái lý do đó đó sẽ có rất nhiều mặt hàng ở Target họ sẽ giảm giá để có thể là bán đi mặt hàng đó và mua những mặt hàng cần thiết thiết yếu để bán cho người dân thì những người nào mà muốn mua hàng rẻ có thể là sẽ sắp có ở Target và không chỉ là thời đâu, các bạn thấy là những cái công ty khác cũng có những cái sự nhận định tương tự như là Walmart hay là Gap công ty bán quần áo Abercrombie Fitch hay là Michael Eagle Outfitter cũng có hiện tượng tương tự cho nên điều này là gì? Điều này đó là một dấu hiệu cho thấy được là thị trường thực sự đã nguội lại và chúng ta cũng đã thấy gần đây nhiều công ty họ đã ngưng mướn người hay là nhiều công ty đó đã sa thải người. Cho nên vì lý do đó, đó người dân cũng sẽ có cái ý thức tiết kiệm hơn trong thời điểm này và đây cũng là dấu hiệu là thị trường đã nguội lại. Có nghĩa là là dấu hiệu tốt, lạm phát có thể là đang chậm lại rồi. Và chúng ta thấy là thông tin này thì cũng có cái sự ảnh hưởng xấu đối với giá cả của cổ phiếu Target hồi sáng này nhưng mà sau đó cũng đã có sự hồi phục trở lại. Chúng ta thấy ngoài thị ra cũng có một số những thông tin cũng khá là lạc quan. Mặc dù là chúng ta đã nhớ là CEO của JP Morgan Chase, ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ đó là Jamie Dimon, ông ta đã nói gì cách đây uh, vài ngày thì vài ngày trước đó, tôi đã chia sẻ với các bạn là Jamie Dimon lên trên đài truyền hình cũng lại đài CNBC và ông ta nói là uh, mọi người nên gồng mình để mà chuẩn bị đón một cơn bão tài chính tại vì lạm phát sẽ tăng cao và phép sẽ tăng lãi suất khiến cho chúng ta đi vào khủng hoảng tài chính rất là tiêu cực nhưng mà hôm nay lại có một người khác nữa đây đó là Chief global market strategist có hiểu đơn giản đó là giám đốc chiến lược của JP Morgan thì hôm nay cũng lên đài truyền hình nhưng mà lại không quan tâm nhiều thì Marco để giám đốc chiến lược của JP Morgan nói là cho dù chúng ta thấy là giá của dầu tiếp tục tăng trưởng lên tới 150 đô cho một thùng dầu, bây giờ là 120 mà thôi. Cho dù chúng ta thấy là tăng trưởng tiếp tục lên 150 đó thì điều này đó cũng không có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lắm đâu. Đối với Michael đó là giá cổ phiếu vẫn tiếp tục sẽ tăng lên. Tại vì sao? Tại vì uh, Marco nói là giá cổ phiếu đó trên thực tế đã xuống rất nhiều rồi Tại vì tuy là chưa có khủng hoảng như là Thùng vừa chia sẻ với các bạn Nhưng mà cái sự bán tháo đã có mấy tháng nay rồi Những người đầu tư đó họ lo sợ khủng hoảng và đã bán Cho nên đối với lại Marco đó thì khá là bullish về thị trường chứng khoán Và nhất là những cái chứng khoán công nghệ Và những công nghệ đó cũng đồng nghĩa là có sự tương quan cao với lại Bitcoin Nếu như mà người này nghĩ là giá có thể tăng Chúng ta hy vọng là ông ta nói đúng và Bitcoin cũng có thể tăng theo cổ phiếu công nghệ. Một điều khác nữa đó cũng là một một cái dấu hiệu uh, hốt một chút nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Như bạn cũng hay nhận ra đây là Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện tại Hoa Kỳ. Các bạn có thể là thích hay là không thích thường sẽ không nói tới tại vì đây không phải là channel chính trị. Nhưng một điều rất là thú vị ở đây đó là Nancy Pelosi uh, vừa cung cấp tài liệu tại vì là một người làm việc cho chính phủ đó thì đầu tư cổ phiếu gì là phải thông báo thì các bạn thấy được là dựa theo cái bản báo cáo mới nhất đến từ Nancy Pelosi thì bà ta đã mua rất là nhiều call option. Các bạn đã nhớ là option là gì? Option là quyền được mua. Và call option là quyền được mua có nghĩa là bà ta rất là bullish. Và những cái call option này đó là có ngày đáo hạn là năm 2023. Tùy theo là cái option nào có cái đáo hạn quý 1 của năm 2023 có cái đấu hạn quý 2 của năm 2023 và tổng số tiền mà bà ta mua đó là thống kê là khoảng 2,1 triệu 2,1 triệu đô la option là tiền dùng để mua vì được mua mà thôi có thể thấy được là nếu như mà bà ta nói đúng đó thì sẽ có lời cỡ nào và bà ta mua option gì bà ta mua option cho Apple và Microsoft đây là hai cổ phiếu công nghệ mà cũng có cái sự giảm giá khá đáng kể trong thời gian qua có nghĩa là bà ta bullish về hai cổ phiếu này cũng là đại diện lớn cho thị trường chứng khoán là công nghệ và ta nghĩ là sẽ tăng giá mạnh vào quý 1 của năm 2023 chúng ta chỉ còn có 6 tháng nữa thôi và nhiều người cũng đã chỉ ra được đây là Nancy Pelosi sao mà giỏi quá vậy cái ngày mà bà ta mua cái call option cho Apple và Microsoft đó, đúng ngày cái ngày 24 tháng 5 có nghĩa là cái ngày mà giá bắt đầu là có sự di chuyển ngược trở lên thị trường có cái xu hướng đổi chiều Sao mà bà ta giỏi như vậy? Và các bạn có biết là với lương của một Chủ tịch Hạ Viện tại Hoa Kỳ đó thì lương chỉ có 200.000 một năm mà thôi. Các bạn có biết là tổng tài sản của Nancy Pelosi là bao nhiêu hay là không? Tổng tài sản của Nancy Pelosi đó dựa theo tạp chí Forbes năm 2022 là 135 triệu. Các bạn làm lương 200.000 một năm để dành bao nhiêu năm tháng mới có thể có được 135 triệu tài sản. Thì à, câu hỏi này thường để cho mỗi người à, tự có câu trả lời. Ngoài ra cũng có một số những thông tin rất là thú vị trong thị trường crypto mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Có thể là nhiều bạn nhận ra được người trên hình là ai đó chính là Ben Armstrong của BitBoy Crypto, một trong những channel lớn nhất bây giờ, có thể là lớn nhất chuyên về crypto, 1745 triệu người đăng ký. Thì uh, cuối tuần vừa qua đó Ben Amson đưa ra một cái video cũng khá là thú vị Không có dài lắm khoảng chừng 6 phút mà thôi Nhưng mà Ben Amson nó chia sẻ về một cái lý thuyết có tên là Force Top Theory Có nghĩa là lý thuyết định giả mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì trong video này đó Ben nói là chúng ta nhìn lại năm 2021 đi có thể là nhiều bạn nói là năm 2021 đó chúng ta có hai cái đỉnh nhiều bạn nhận được là cái đỉnh đầu tiên à, là thời điểm hồi tháng 4 lúc đó giá BTC là khoảng 63.000 rồi chúng ta có thêm một đỉnh nữa là tháng 11 giá BTC là lên tới 69.000 nhưng mà Ben Armstrong nói đó là có thể chúng ta đã bị lừa cái đỉnh thứ hai này đó có thể là không phải là một cái đỉnh chúng ta cũng cần phải quan tâm đến tại vì nhìn vào volume nó nó cũng thấp và có thể là cái đỉnh thứ hai này đó không nên có nhưng mà tại vì cái lúc mà giá hồi phục đó có sự phô mô quá dẫn đến tạo ra thêm một đỉnh mới nhưng mà đỉnh mới này đó không có phải là một đỉnh mà có ý nghĩa thật sự cái đỉnh thực sự đó là hồi tháng tư của năm 2021 và nếu chúng ta tính cái đỉnh là tháng tư của năm 2021 đó thì đó là kết thúc của một chu kỳ 4 năm và dựa theo lịch sử trước đây đó Thì sau khi kết thúc chu kỳ Giá sẽ có xu hướng đi xuống Và sẽ đến đáy khoảng chừng một năm sau đó Giống như chúng ta thấy là bắt đầu Từ cuối năm 2017 Và giá chạm cái đáy là khoảng 3.000 đô Cuối năm 2018 Thì bây giờ cũng khoảng chừng là một năm Từ cái hồi tháng 4 tới bây giờ Nghĩa là đã hơn một năm rồi Thì khả năng cao Nếu như đó là sự thật đó Đây là một cái lý thuyết Mà Ben còn gọi là Force top theory có nghĩa là lý thuyết định giả mà là sự thật đó, thì chúng ta có thể đã thấy là BTC đã chạm đáy rồi và đang trên cái con đường cân bằng lại trước khi mà có cái sự hồi phục đó chính là cái suy nghĩ của Nam Armstrong các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got